Hành trình tuổi trẻ, tất niên Phú Quốc 2018. Một năm lao động và công hiến của tập thể nhân viên BBT được ghi nhận bằng chuyến đi team building Phú Quốc 2 ngày 1 đêm thú vị và ý nghĩa. Team building BBT 2019 đặc biệt hơn mọi năm, thay vì ghé đến những vùng biển gần Sài Gòn như Phan Thiết, Vũng Tàu, Giám đốc Duy Nguyễn quyết định khởi đầu năm mới cho tập thể nhân viên đã có đóng góp lâu bền và nhân viên có thành tích tốt đi du xuân Phú Quốc. Chuyến đi có thể nói là phần thưởng xứng đáng cho các bạn trẻ nhiệt huyết. Phú Quốc được mệnh danh là đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo nằm trong vịnh Thái Lan. Đảo Phú Quốc cùng với đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Đây còn là một trong 3 đặc khu kinh tế được nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển đến năm 2020. Mọi thông tin liên quan đến Phú Quốc càng khiến hành trình biển của BBT 2019 thích thú và hào hứng hơn bao giờ hết. 9 giờ 40 phút sáng, mọi người hồ hởi chuẩn bị lên máy bay để thẳng tiến đến đảo Ngọc trong mơ. Có thể cảm nghĩ được không? Cảm nghĩ hả? Đang rất là vui. Mình đang đi chơi mà anh. Vui ngầu gì em? Không muốn nói gì không em? Em đang rất là đói bụng. Rồi em mới đang cảm nghĩ được không em? Dạ em đang rất là phấn khích ạ. Mới là phấn khích hả? Dạ đúng rồi. Anh có gì phát biểu không vậy? Mình đi chơi vui quá mọi người ơi. Hello mấy đứa ở nhà nha. Chào mấy bạn đang ở nhà nha. Ôi trời ơi, đi chơi mọi người. Chàng trai cô gái không giấu được vẻ mặt vui mừng, những nụ cười đầy phấn khích khi hạ cánh đến sân bay quốc tế Phú Quốc. Mọi người nhanh chóng chụp hình tập thể và di chuyển đến Novotel Phú Quốc Resort. Novotel là một trong những resort 5 sao có tiếng tại Phú Quốc. Tòa cảnh resort 5 sao đẹp hút mắt với đầy đủ dịch vụ khẳng định sự chịu chơi của BBT và Duy Nguyễn. Một khi đi chơi là phải ở resort 5 sao, sử dụng dịch vụ đẳng cấp mới xứng đáng thời gian đi nghỉ dưỡng. Biển xanh, mây trắng, gió biển dịu dàng, khiến tuổi trẻ không thể ngủ yên. Hành trình tuổi trẻ của tập thể nhân viên BBT bắt đầu với chuyến đi cano ra bãi sao và hòn móng tay để tắm biển, lặn ngắm san hô. Trong giây phút này đây, chỉ còn biển xanh và những tiếng cười vui vẻ rũ bỏ hết tất cả muộn phiền, áp lực công việc nơi xa thành rộng rãi. Các chàng trai gymer đi biển không quên tập luyện và khoe khéo những khối cơ bắp, bụng 6 múi săn chắc làm hấp hồn thiếu nữ. Trong lúc mọi người vui chơi tại biển phía Nam Phú Quốc, thì Giám đốc Duy Nguyễn lại lựa chọn khám phá các địa điểm văn hóa, kinh tế phía Bắc Phú Quốc như casino, làng chài Hàm Ninh, vân vân. Giám đốc trốn nhân viên, cho nhân viên đi chơi một mình, giám đốc đi quýnh bài. Anh là businessman đó thì anh phải đi tìm những cái chỗ khác. Còn tụi em đi làm, tụi em lặn san hô là ok rồi. Trước lại cái gì?
Đó, dép Timberland á. Dạ. Không bỏ. Tập tạ để làm gì? Tập tạ để sửa dép. Chuyến đi Phú Quốc sẽ mất đi một phần ý nghĩa nếu như không có đêm hội nghị tất niên BBT 2018 tổ chức tại Novotel Phú Quốc Resort. Nếu buổi tiệc tất niên tại BBT mang không khí đầm ấm, sum vầy với những chia sẻ tình cảm của Giám đốc Duy Nguyễn đối với tập thể nhân viên, đối tác kinh doanh, học viên và fan hâm mộ, thì hội nghị tại Phú Quốc lại mang không khí sang trọng, sự gần gũi nhưng có phần nghiêm nghị của Giám đốc Duy Nguyễn. Giám đốc Duy Nguyễn đã tổng kết, ghi nhận và đánh giá công việc của tập thể công ty trong suốt một năm hoạt động. Tất cả lắng nghe những tâm tư của Duy Nguyễn và mỗi người đều có những suy nghĩ để cải thiện, thích nghi, phấn đấu và phát triển vì một BBT lớn mạnh, vững bền trong năm 2019 và tương lai tiếp theo. Duy Nguyễn thêm một lần nữa định hướng con đường sắp tới của BBT, phát triển mở rộng thêm hai chi nhánh đáng gờm là BBT Hiệp Thành quận 12 và BBT Hiệp Phú quận 9. Mỗi gym center mới đều có tổng diện tích gần 2.000m², diện tích phòng gym 1.000m² được thiết kế sang trọng, rộng và thoáng hơn hẳn BBT Bình Tân. Trong năm 2019, BBT sẽ thay đổi dàn máy tập Made in USA đẳng cấp và hiện đại đan xen cùng những thiết bị đã có. Tiếp tục đổi mới phát triển bộ phận sale chuyên nghiệp, PT chuyên môn năng động cùng các bộ phận website và media nhanh nhẹn trong khâu PR marketing đạt hiệu ứng cao. Lựa chọn phân phối những sản phẩm thực phẩm bổ sung mới chất lượng, đẳng cấp, sàng lọc những mặt hàng không còn độ hot trên thị trường. Không chỉ là những mục tiêu để phát triển cho công ty BBT, mong muốn của Duy Nguyễn chính là sự phát triển của mỗi cá nhân sẽ phát triển tập thể chung và sự lớn mạnh của công ty sẽ là điều kiện để thỏa mãn những khát khao về tài chính, hiểu biết của mỗi thành viên. Tất cả vì một mục tiêu BBT lớn mạnh là tường thành vững chắc của nền thể hình Việt Nam. Bên cạnh những chia sẻ tâm sự của Duy Nguyễn, Hương Trần cũng gửi gắm những tâm tư của một người quản lý đến tập thể nhân viên và mong muốn mọi người hãy cùng nhau cố gắng hoàn thiện công việc cũng như kinh nghiệm của chính mình để đóng góp nhiều hơn nữa cho BBT. Sáng sớm, các chàng trai cơ bắp bơi lội trong làn nước mát, chào đón bình minh và nắng biển. Tất cả tụ họp thưởng thức buffet sáng với các món ăn theo phong cách châu Âu. Bữa sáng nơi đảo xa khiến mọi người cảm thấy mới lạ, đầy kích thích vị giác. Trình không chỉ dừng chân tại khu resort, Giám đốc Duy Nguyễn đích thân dẫn toàn thể nhân viên đi thăm các địa điểm di tích lịch sử, văn hóa và khu tham quan mua sắm đồ lưu niệm. Điểm dừng đầu tiên chính là khu bán đặc sản rượu Sim Sơn. Mọi người tranh thủ lựa chọn cho mình những món quà lưu niệm, ý nghĩa dành tặng cho người thân. Những bức tượng gỗ, lư bình cỡ lớn thu hút sự chú ý của Duy Nguyễn, anh không khỏi phấn khích, muốn ôm tất cả về nhà.
Tiếc thay, việc di chuyển bằng máy bay lại không cho phép. Trời ơi má ơi, không biết chừng nào mình có tiền mua bộ này về làm cho mát lưng trời. Bảo đảm cái giường này về nó gì 100 cặp không rung. Tiếp đến là khu sản xuất trưng bày ngọc trai ở Phú Quốc. Tại đây mọi người được tìm hiểu về quy trình nuôi và khai thác các giống ngọc trai quý hiếm. Thiền viện Trúc Lâm, chùa Hộ Quốc, Phú Quốc, điểm dừng tâm linh ý vị cho cả đoàn khám phá. Tem này là dành cho Gamer ăn á. Tem này là đậu xanh với lại gạo lứt. Cái bánh này dành cho Gamer hả anh? Đúng rồi, bánh này ăn tăng cơ giảm mỡ nha. Tại nhà tù Phú Quốc, tất cả không khỏi xót thương và phẫn nộ trước những cách thức tra tấn khốc liệt, tàn bạo đối với các chiến sĩ Việt Nam anh hùng. Hai cái này mới là cái hầm nè, kia là thông quan. Lại chuyến hành trình du lịch khám phá Phú Quốc, cả đoàn dừng và nghỉ chân thưởng thức hải sản tại làng chài Hàm Ninh. Các món ăn tôm cá nhanh chóng được bày biện trước mặt cả team. Món đặc sản gọi cá trích khiến nhiều bạn nghi hoặc về độ an toàn vệ sinh, nhưng sau tất cả hương vị của món ăn bản địa mặn mòi, đậm đà hương biển, quyện với béo thơm của cơm dừa đã xua tan mọi lo lắng. Các bạn trẻ thưởng thức ngon lành món ăn ấn tượng của vùng đảo Ngọc và không khỏi tiếc nuối khi phần gỏi vơi dần. Năm 2018, BBT ghi dấu đầu tư mở rộng, bước sang năm 2019 sẽ hứa hẹn nở rộ thành công. Chúc BBT cùng Tổng Giám đốc Duy Nguyễn sẽ luôn luôn thăng hoa trên con đường phát triển và vươn mình ra biển rộng. Trong màu sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng rồi lại đến hơn ghen, hai thái cực tình yêu và hóa học màu phải khi hoàng bên lá ngọc sắc ca bồn ngào nghe ánh kiếm cương. Em ơi em trong lá đỏ khoe sương màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên vẫn chờ cùng dòng điên phấn gây nghiền mãi vững bền với liên kết thời gian. Trái tim anh sắt đá cũng hòa tan tràn hòa cùng hai nhịp đập con tim. Chất phóng xa đời anh chỉ có em mà thôi, mà đồng vì em quá nhiều bí mật, thương nhau cũ có đi rồi lại mất, anh thẫn thờ trong khoảnh khắc cô đơn.